Chào mừng quý vị trở lại với bản tin bất động sản trên kênh Thiên Minh Holding ngày 14 tháng 4 năm 2022. Những thông tin nóng nào sẽ có trong bản tin cập nhật nhanh thị trường bất động sản hôm nay? Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi điểm qua. Phân cấp, phân quyền mạnh hơn nữa để nền kinh tế phát triển. Bốc thuốc trị cơn sốt đất. Bộ Xây dựng nói gì về bất động sản trong quý 2? Giá đất nền Đồng Nai cao gấp 10 lần Tây Ninh. Có đất đồn thổi bất động sản nóng, nhà đầu tư chật vật vài tháng vẫn chưa bán được. Các ông lớn đổ bộ thị trường miền Trung, giá bất động sản khu vực này diễn biến ra sao? Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây. Một số đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng để thành phố phát triển, điều kiện cần là cơ chế đi kèm với điều kiện đủ là nguồn lực, cần ban hành cơ chế mới phù hợp với vị trí, vai trò đầu tàu của thành phố. Đây cũng là tin tức mở đầu cho bản tin hôm nay của chúng tôi. Đại biểu Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng khi ban hành một cơ chế mới thay thế Nghị quyết 54 thì phải đẩy mạnh hai vấn đề cốt lõi. Đó là tăng cường phân cấp, phân quyền, ủy quyền và tăng nguồn vốn để đẩy mạnh các dự án đầu tư công có vai trò thúc đẩy thành phố phát triển. Việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền phải cụ thể, rõ ràng để người nhận nhiệm vụ có thể làm hết mức. Người được phân cấp, ủy quyền phải thật sự có quyền hạn thì mới thực hiện trách nhiệm được. Không thể chỉ giao nửa quyền, giữ lại một nửa, dẫn đến tình trạng đi cà nhắc trong các quyết định. Vừa qua Thành phố Hồ Chí Minh cũng có cơ chế ủy quyền cho các quận, huyện trên một số lĩnh vực nhưng chưa thể phát huy tốt vì giao thẩm quyền cần đi đôi với nguồn lực. Đại biểu Thắng nhìn nhận hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương còn quá nặng nề cơ chế xin, cho, nhất là đối với nguồn vốn. Chẳng hạn cơ chế bán tài sản công của các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố nhằm tạo điều kiện cho thành phố hưởng 50% giá trị tài sản bán được phải xin quá nhiều bộ, ngành. Trung ương phải tạo điều kiện về nguồn vốn cho thành phố ngoài ra, thành phố không nên phụ thuộc vào các tập đoàn lớn ở nước ngoài để có bệ phóng. Thay vào đó, cần có đường lối phát triển độc đáo, sáng tạo riêng. Cần tăng cường tính chủ động, tích cực, tạo sự đồng thuận rộng khắp trong hệ thống chính trị từ trên xuống dưới và người dân. Thay đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhìn nhận Nghị quyết 54 mang đến cho thành phố nhiều hướng mở, nhiều giải pháp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc đang gặp phải. Tuy vậy, nguồn lực về vốn không đáp ứng đủ nên phần nào trói buộc các cơ chế. Bằng nhiều nỗ lực, Trung ương đã tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố từ 18% lên 21% nhưng so với nhu cầu của thành phố lớn nhất nước thì vẫn còn chưa đủ. Đại biểu Tú mong muốn khi xây dựng một cơ chế mới thay thế Nghị quyết 54 có thể tháo gỡ được nút thắt này, tạo điều kiện cho thành phố phát triển hơn nữa. Việc tăng thu nhập chính là tạo động lực lớn cho cán bộ làm việc dưới áp lực của một thành phố đông dân. Gần đây, loạt bài chìm trong cơn sốt đất khởi đăng vừa qua đã phản ánh cơ bản về bức tranh sốt đất nóng lên, hút nhiều tiền của chui vào đất, gây xáo trội xã hội. Sự việc nằm ngoài sự kiểm soát cũng như mong muốn của cơ quan quản lý nhà nước. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến cơn sốt đất dai dẳng và khủng khiếp tới vậy? Đầu tiên có thể thấy, sốt đất gắn liền với sự xuất hiện các đại dự án của các đại gia kinh doanh bất động sản. Trước khi xảy ra vụ án Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán, tập đoàn FLC công bố đã nghiên cứu đầu tư và xúc tiến pháp lý với 300 dự án khủng. Chớ trêu thay, dự án hoàn thành rất ít nhưng đi xúc tiến liên tục. Điển hình trong tháng 2 vừa qua, lãnh đạo tập đoàn này làm việc với huyện Bình Chánh để đầu tư khu phức hợp 80.000 tỷ đồng với diện tích 1.200 ha, khoảng một tháng sau làm việc với huyện Củ Chi xây dựng khu đô thị 1.500 ha. Chiếu theo pháp luật về đất đai, từ năm 2014 quy định điều kiện được nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau: có vốn thuộc sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên. Thế nhưng, năng lực tài chính của FLC hết sức hạn hẹp so với tham vọng. Báo cáo tài chính hợp nhất quý tư năm 2021, vốn chủ sở hữu của FLC là 9.200 tỷ đồng. Số vốn này không đủ điều kiện để đầu tư dự án tại huyện Bình Chánh chứ đừng nói đến hàng loạt dự án khác, là nguyên nhân dẫn đến hầu hết dự án của FLC chỉ là dự án nổ. Câu chuyện của FLC là thực trạng chung thời gian qua, phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản niêm yết trên sàn chứng khoán không đáp ứng được vốn chủ sở hữu đối với tất cả dự án đang triển khai. Tuy nhiên, một số địa phương lại không thẩm định năng lực mà chiều đại gia, chấp thuận địa điểm khắp nơi. Khẩu vị ưa thích của các đại gia toàn những dự án khủng,
có diện tích từ vài trăm hecta hoặc vài ngàn hecta, đặc biệt có nơi lên tới vài chục ngàn hecta. Điều này dẫn tới hệ lụy, đại gia đi đến đâu kéo theo các nhà đầu cơ với tâm lý bầy đàn săn lùng đất đai đón gió, thổi lên những cơn sốt đất điên đảo. Bài học rút ra ở đây là các địa phương cần nghiêm túc trong việc kiểm tra năng lực tài chính của các nhà đầu tư bất động sản trước khi ban bố những dự án khủng, chính là giải pháp dập cơn sốt đất. Tiếp đó, sốt đất xuất phát từ việc đầu tư hạ tầng của các địa phương. Nước ta đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đầu tư hạ tầng phải đi trước. Từ đây xuất hiện nghịch lý, hễ nơi nào có đường cao tốc, sân bay, cầu đường là nơi đó hầm hập sốt đất. Chỉ căn bệnh này, nhà nước phải dùng công cụ quy hoạch. Ví dụ, đối với những dự án hạ tầng mang tính động lực, thay vì làm tuyến đường rộng 50m thì mở rộng thêm mỗi bên 100m, lấy quỹ đất dôi dư đó bán đấu giá. Tiền thu từ đấu giá sẽ chi trả giải phóng mặt bằng, thi công tuyến đường và còn lại nộp ngân sách. Cụ thể, như thành phố Hồ Chí Minh từng thực hiện đối với đường Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè từ 23 năm trước. Làm như vậy, phần thặng dư từ đất sẽ thuộc về ngân sách nhà nước, góp phần triệt tiêu nạn đầu cơ. Đồng thời, các địa phương phải phủ sóng quy hoạch về công nghiệp, đô thị, du lịch. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư, tránh đẻ ra những dự án hoành tráng nhưng không khả thi, kéo theo cơn sốt đất rất vô lý. Triệt tiêu nạn đầu cơ vào đất không chỉ là trách nhiệm của chính quyền địa phương mà còn là trách nhiệm của Tư lệnh Quản lý về đất đai và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường. Nhà nước phải cầm cương thị trường bất động sản, nguồn lợi từ đất phải chảy vào ngân khố nhằm gia cố nội lực quốc gia, tạo tiền đề phát triển đất nước bền vững. Ở một khía cạnh khác, thị trường bất động sản trong quý 1/2022, Bộ Xây dựng cho biết giá giao dịch bất động sản để bán bình quân toàn thị trường đều có xu hướng tăng. Trong đó, một số loại hình bất động sản tại một số địa phương tăng giá khá cao so với tháng trước. Cụ thể, Bộ Xây dựng đã triển khai khảo sát, thu thập thông tin dữ liệu, xác định mức độ biến động giá giao dịch một số loại bất động sản trong tháng 3 năm 2022 và quý 1 năm 2022 tại 8 địa phương là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu. Theo đó, trong tháng 3 năm 2022, giá giao dịch bất động sản để bán bình quân toàn thị trường đều ở trong xu hướng tăng. Một số loại hình bất động sản tại một số địa phương tăng giá khá cao so với tháng trước. Giá bất động sản cho thuê tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng nhẹ so với tháng 2 năm 2022. Cụ thể, chỉ số giá bất động sản trong tháng 3 so với tháng 2 năm 2022 như sau: tại Hà Nội, căn hộ chung cư tăng 1,53%, nhà ở riêng lẻ tăng 2,24%, đất nền cho xây dựng nhà ở tăng 2,85%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, căn hộ chung cư tăng 2,48%, nhà ở riêng lẻ tăng 2%, đất nền cho xây dựng nhà ở tăng 3,6%. Đồng thời, qua tác động của kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cao bất thường đến thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cũng kiến nghị một số giải pháp liên quan đến sửa đổi chính sách, pháp luật về đấu giá và tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương, điển hình là đấu giá 4 lô đất tại Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Về công tác phát triển nhà ở, triển khai nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 11 trên NQCP ngày 30 tháng 1 năm 2022 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 trên 2022 trên QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, Bộ Xây dựng đã thành lập tổ công tác liên ngành triển khai Nghị quyết số 11 trên NQCP với thành phần gồm Bộ Xây dựng, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Chính sách Xã hội. Tổ công tác đã làm việc trực tiếp với 7 địa phương để thúc đẩy triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Qua rà soát một số địa phương tính từ thời điểm sau khi Nghị quyết số 43 trên 2022 trên QH15 được ban hành, đến nay đã có 7 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp được khởi công xây dựng với tổng quy mô khoảng 23.965 căn hộ. Trong quý 3 và quý 4 năm 2022, Hà Nội dự kiến khởi công 2 dự án nhà ở xã hội với khoảng 1.860 căn hộ. Theo báo cáo mới công bố của Decara Việt Nam, giá bán sơ cấp phân khúc đất nền Đồng Nai cao nhất là 74,1 triệu đồng trên mét vuông, thấp nhất là 24,4 triệu đồng trên mét vuông. Trong khi đó, tại thị trường Tây Ninh, giá đất nền dao động từ 6,1 đến 7,4 triệu đồng trên mét vuông. Theo số liệu thống kê của Bộ phận Nghiên cứu Thị trường, Decara Việt Nam,
trong quý 1 năm 2022, toàn thị trường đất nền thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp danh ghi nhận khoảng 11 dự án mở bán. Trong đó có 7 dự án mới và 4 giai đoạn mở bán tiếp theo, cung cấp ra thị trường khoảng 1.832 nền. Số nền được tung ra thị trường tương đương mức ở giai đoạn quý 4 năm 2021 khoảng 1.834 nền, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2021. Long An dẫn đầu toàn thị trường, chiếm 43% nguồn cung và 56% lượng tiêu thụ mới trong quý. Tại thị trường này, sản phẩm chủ yếu tập trung ở huyện Đức Hòa 86% và huyện Cần Giuộc 14%. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khan hiếm nguồn cung mở bán mới. Các giao dịch chủ yếu là loại hình cá nhân đứng ra phân lô, quy mô nhỏ lẻ dưới 2 hectare và ở các khu vực vùng ven. Ngoài thị trường Long An và Tây Ninh, nhìn chung sức cầu toàn thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp, không có nhiều biến động so với quý trước. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêu thụ chung toàn thị trường đạt 68% với khoảng 1.240 nền được thị trường đón nhận, tăng nhẹ 6% so với quý trước và cùng kỳ năm 2021 khoảng 1.174 nền, cho thấy phân khúc này đang tín hiệu phục hồi khá là tích cực. Theo ghi nhận, giá bán sơ cấp ghi nhận tăng phổ biến ở mức 3-7% so với quý trước. Thị trường Long An, giá tăng từ 4-6%, dao động từ 14,1-36,3 triệu đồng trên mét vuông. Tại Bình Dương, giá tăng từ 3-5%, dao động từ 11-52 triệu đồng trên mét vuông. Bà Rịa, Vũng Tàu có giá sơ cấp dao động từ 11-55 triệu đồng trên mét vuông. Đặc biệt tại Đồng Nai đã xuất hiện dự án có mức giá khá cao, lên tới 74,1 triệu đồng trên mét vuông. Trong khi mức giá cao nhất tại Tây Ninh ghi nhận trong quý vừa qua chỉ là 7,4 triệu đồng trên mét vuông. Ông Choi Krebs, Phó Tổng Giám đốc Savills Việt Nam cho biết, nguồn cung hạn chế tại thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thúc đẩy người mua mở rộng đầu tư đến các tỉnh thành khác, đặc biệt là Đồng Nai với tốc độ tăng trưởng vượt bậc trong thời gian qua. Nguồn cung gia tăng tại các thị trường thay thế cung cấp cho người mua nhiều lựa chọn hơn, do đó năm 2022 sẽ là một năm thú vị để theo dõi sự mở rộng sang các tỉnh lân cận và sức bền của các nhà đầu tư. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho hay, giá bất động sản trong thời gian vừa qua tăng quá so với giá trị thực. Điều này khiến cho những lô đất giá cao khó bán vì ngay cả những nhà đầu tư, họ cũng tính toán cẩn thận giá trị thực của đất. Thời gian gần đây, những thông tin trên thị trường bất động sản lại lên cơn sốt từ sau Tết Nguyên đán do có đất tung tin. Tuy nhiên thực tế thì nhiều nhà đầu tư giao bán suốt khoảng thời gian dài vẫn không thấy ai mua. Thị trường những tháng đầu năm 2022 được cho rằng tiếp tục sôi động trở lại. Có môi giới còn tiết lộ, bất động sản sốt đến nỗi, giá tăng theo từng tuần. Nếu nhà đầu tư không chốt hàng sớm, có thể mất đi cơ hội sở hữu những lô đất đẹp hoặc phải chấp nhận trả khoản tiền cao hơn so với thời điểm đầu tư. Thế nhưng, trên thị trường lại có những nhà đầu tư chia sẻ, họ giao bán hàng loạt lô đất đẹp nhưng mãi không có người mua. Nhiều người mua nhẹ dạ cả tin vì có thông tin sốt đất liên tục nên các nhà đầu tư chốt hàng nhanh chóng. Và họ bị vỡ mộng khi cần tiền bán đất thì giao dòng dã mấy tháng trời vẫn nằm án binh bất động, chưa bán được. Có khi bán được nhưng mảnh đất đó được trả giá bán thấp hơn so với thị trường hay thậm chí còn thấp hơn lúc mua ban đầu. Theo tiết lộ anh Hiếu, môi giới vùng ven khu vực Mê Linh, Hà Nội, giao dịch thực tại lô đất ở khu vực này có tiến triển khởi sắc hơn so với vùng khác. Nhưng nhìn chung, lượng giao dịch không hề lớn. Người mua hỏi nhiều nhưng lượng chốt không quá lớn. Để bán được lô đất, nhiều người mất số tiền lớn chạy quảng cáo, tìm kiếm khách hàng. Còn chuyện sốt đất có thể xảy ra một số nơi nhưng rất hiếm. Một vài trường hợp bán được dễ dàng bị đồn thổi như tình trạng diễn ra thực tế của toàn thị trường. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn cho biết mặc dù giá bất động sản tăng lên nhưng tính thanh khoản chưa hẳn sẽ tỷ lệ thuận vì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Do đó, các nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính cần lưu ý hai khía cạnh. Thứ nhất là cần lưu ý khảo sát mặt bằng giá ở các khu vực, bởi giá bất động sản ở miền Bắc nhiều nơi đã tăng 3-5 lần trong thời gian qua. Giá neo ở mức cao nên có thể gặp khó khăn trong thanh khoản. Thứ hai, cần lưu ý tới sự dịch chuyển của dòng tiền đầu tư. Một thông tin nóng khác là thị trường các địa phương miền Trung đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi hàng loạt công trình giao thông trọng điểm được triển khai và hoàn thiện nhưng kéo theo đó là các chủ đầu tư đón sóng. Nhiều nhà đầu tư khắp cả nước cũng hướng trở lại nơi đây. Cụ thể, tại Đà Nẵng, Hội đồng Nhân dân đã thông qua nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư một số dự án. Công trình trọng điểm đáng chú ý như dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, dự án cầu Quảng Đà bắc qua sông Yên và đường dẫn nối tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng.
Tại khu vực này, chứng kiến một loạt các doanh nghiệp đổ bộ như Phát Đạt phát triển dòng bất động sản thương hiệu tại khu đất có diện tích 2.734,9m2 tiếp giáp với ba mặt tiền đường chính là Trần Phú, Bạch Đằng và Lê Hồng Phong, Novaland với dự án The Sunrise Bay. Hay tại Khánh Hòa, hồi giữa tháng 3, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có văn bản gửi Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đồng ý chủ trương lập quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm, với mục tiêu phát triển thành đô thị sân bay, hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế. Ngay sau đó, Tập đoàn Vingroup đã báo cáo ý tưởng đầu tư lên Thủ tướng Chính phủ, đề xuất 3 dự án với tổng diện tích hơn 16.800 ha tại huyện Cam Lâm, gồm dự án khu đô thị sân bay cao cấp, dự án đô thị sinh thái và dự án tổ hợp dịch vụ, thương mại, vui chơi giải trí. Bên cạnh đó, còn có các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng cũng được loạt ông lớn đổ bộ bày tỏ muốn đầu tư vào tỉnh qua các khu đô thị với quy mô lớn. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn nhận định dòng tiền đang có sự dịch chuyển về khu vực miền Trung. Trước kia giai đoạn 2020 đến 2021, dòng tiền dịch chuyển từ miền Nam ra miền Bắc và lân cận khu vực Hà Nội. Cụ thể, theo báo cáo thị trường bất động sản trong quý 1 của bất động sản.com.vn, mức độ quan tâm nổi trội nhất là khu vực miền Trung, tăng vọt lên 14%, trong khi khu vực miền Bắc, miền Nam giảm lần lượt 11% và 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Và sự quan tâm này tập trung ở Bình Thuận tăng 44%, Khánh Hòa tăng 48%, Đắk Lắk tăng 58%, Quảng Nam tăng 14%, Thanh Hóa tăng 6%. Mặt bằng giá giao bán đất nền tại một số tỉnh miền Trung cũng ghi nhận tăng mạnh so với năm ngoái. Trong đó, Thanh Hóa tăng 35%, Khánh Hòa tăng 26% và Bình Thuận tăng 13%. Theo ông Quốc Anh cho biết, các tỉnh thành thu hút sự quan tâm lớn đều có điểm chung là các thông tin quy hoạch được đưa ra nhiều trong thời gian vừa qua. Điều này khiến mặt bằng giá giao bán ghi nhận tăng mạnh trong quý đầu năm. Dòng tiền lớn tìm đến đây phần lớn là các nhà đầu tư phía Bắc, có cả sự góp mặt của nhà đầu tư phía Nam nhưng ít hơn. Chuyển sang thông tin khác, thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam trong thời gian tới là sự tăng trưởng có thể ví như không gì cản nổi. Ước tính, Việt Nam cần thêm khoảng 35.000m2 kho bãi mới đáp ứng đủ nhu cầu của ngành này. Theo như ông David Jackson, Tổng Giám đốc Coly ở Việt Nam cho hay, việc Lego quyết định xây dựng nhà máy trị giá 1 tỷ đô la Mỹ tại khu công nghiệp V-Ship 3 là sự kiện có nhiều ý nghĩa với bất động sản, công nghiệp trong giai đoạn này. Quyết định này được Lego đưa ra sau khoảng một thập kỷ cân nhắc cho thấy tập đoàn này đã nghiên cứu kỹ càng ra sao trước khi chính thức chọn Việt Nam để triển khai nhà máy thứ 6 trên toàn cầu, thứ 2 tại châu Á của họ. Việc ngày càng có thêm các dự án đầu tư nước ngoài có hàm lượng khoa học công nghệ cao và thân thiện với môi trường là chỉ dấu cho thấy Việt Nam dần thành công hơn trong việc thu hút nguồn vốn FDI chất lượng cao. Đây cũng có thể xem là tín hiệu quan trọng cho thấy các tập đoàn lớn trên thế giới tiếp tục đến với Việt Nam, nhận thấy tiềm năng lớn và tin tưởng vào tương lai của Việt Nam. Cùng với đó, việc khống chế thành công đại dịch COVID-19, mở lại đường bay quốc tế cùng nhiều nỗ lực, sáng kiến nhằm nhanh chóng hồi phục kinh tế được triển khai tiếp tục giúp Việt Nam có thêm lợi thế so với nhiều nước trong khu vực về thu hút FDI vào lĩnh vực bất động sản nói chung và sự phát triển phân khúc bất động sản công nghiệp nói riêng. Việc các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã có thể diễn ra nhộn nhịp trở lại lúc này đã tạo nên ấn tượng rất tích cực về môi trường đầu tư năng động của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư quốc tế. Đây chính là điều sẽ giúp cho nhiều tập đoàn lớn trên thế giới có thêm lý do thuyết phục để chọn Việt Nam trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu của họ. Bên cạnh đó, giá thuê bất động sản công nghiệp tại Việt Nam vẫn rẻ hơn khoảng 20-33% so với một số nước trong khu vực như Thái Lan hay Indonesia. Bất động sản công nghiệp Việt Nam hiện cũng vẫn còn trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển nên những lợi thế thường thấy của giai đoạn này như giá thuê đất hay chi phí nhân công cũng sẽ kéo dài thêm ít nhất là khoảng 5-7 năm nữa. Theo chuyên gia Coly ở Việt Nam, động lực quan trọng của bất động sản công nghiệp trong những năm tới là sự tăng trưởng có thể ví như không gì cản nổi của thương mại điện tử, e-commerce. Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm doanh thu của ngành này vào khoảng hơn 40% trong giai đoạn 2020 đến 2025 và ước đạt 52 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Ước tính sẽ cần thêm khoảng 350.000m2 kho bãi mới để đáp ứng đủ nhu cầu của ngành này khi mà doanh thu cán mốc 25 đến 27 tỷ đô la Mỹ. Đây có thể cũng là một số lý do quan trọng để nhiều doanh nghiệp bất động sản trong nước, thậm chí có cả các doanh nghiệp khác ngành, hối hả chạy đua đầu tư vào phân khúc bất động sản công nghiệp như đã được công bố rộng rãi thời gian gần đây. Nếu được quy hoạch đầu tư phù hợp, bất động sản công nghiệp sẽ giúp giải quyết số lượng lớn việc làm, ví dụ nhà máy của Lego có thể tạo thêm 4.000 việc làm mới,
góp phần thúc đẩy tăng trưởng và góp phần giúp cho diện mạo của các khu vực lân cận trở nên sầm uất, hiện đại hơn. Phần cuối bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin nhanh đến quý vị tin tức về đầu tư mô hình farm Tây với số tiền 5 tỷ đồng có đủ và sinh lời hay không. Anh Nguyễn Trung Hiếu ở Hà Nội đang có sẵn 5 tỷ đồng trong tay. Thay vì chọn đầu tư vào đất nền như bạn bè của mình, anh Hiếu lại có ý định đầu tư vào mô hình farm Tây với mong muốn không chỉ có nơi cho gia đình nghỉ ngơi thư giãn bất cứ lúc nào mà còn có thể kinh doanh sinh lời, là của để dành mang lại lợi nhuận lâu dài. Tuy nhiên, anh Hiếu băn khoăn, liệu bây giờ có phải là thời điểm tốt để đầu tư vào farm Tây? Số tiền đang có đủ để đầu tư vào và khoảng bao lâu có thể có doanh thu? Liệu mô hình này có rủi ro nào khi đầu tư hay không? Với kinh nghiệm của mình, ông Nguyễn Quốc Anh, CEO công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư The Field Owner phân tích, trước khi đầu tư farm Tây phải đặt câu hỏi vì sao lại muốn đầu tư vào farm Tây. Bởi theo ông, đầu tư vào farm Tây có nhiều mục đích khác nhau. Nếu so với các kênh đầu tư khác, đầu tư farm Tây trong ngắn hạn sẽ không mang lại hiệu quả như các kênh đầu tư khác. Đầu tư farm Tây phải xác định đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, farm Tây lại có những ưu điểm mà các kênh bất động sản khác không bằng nếu xét ở góc độ đầu tư dài hạn. Chẳng hạn như, khi mua đầu tư thì giá thành đất rẻ, đầu tư farm Tây sẽ mang lại hai nguồn tiền là tiền lãi vốn và dòng tiền. Đồng thời, khi đầu tư farm Tây thành công trên quỹ đất đó sẽ mang lại giá trị gia tăng cho bất động sản. Nếu muốn đầu tư farm Tây để vừa kinh doanh, vừa có nơi cho cả gia đình nghỉ ngơi và là của để dành, ông Quốc Anh gợi ý có hai cách đầu tư. Thứ nhất, có thể tìm các chủ đầu tư đã phát triển farm Tây, trong đó có pháp lý và mọi yếu tố tốt, chủ đầu tư sẽ quản lý cho mình. Cách thứ hai, có thể rủ bạn bè là những người cùng chung ý tưởng cùng nhau về một khu đất nào đó đã tìm được, rồi cùng nhau làm farm Tây. Sau đó có thể thuê một đội ngũ chuyên nghiệp, chuyên vận hành, khai thác farm Tây cho mình. Tuy nhiên, ông Quốc Anh cho rằng, đầu tư farm Tây cũng có rủi ro khi pháp lý cho mô hình này vẫn còn là khoảng trống, chưa có quy định rõ ràng, bởi khi phát triển farm Tây thường là phát triển trên các khu đất nông nghiệp, đất hỗn hợp. Còn ông Nguyễn Trung Hiếu, CEO và founder Bảo Lộc Golden Farm lại cho hay, đầu tư farm Tây phải theo ý thích của mình và theo thị trường, đừng đi theo xu thế, có người chạy theo số đông sẽ dễ bị bể. Do đó, đầu tư phát triển mô hình farm Tây phải độc lạ, quan trọng hơn phải tạo ra được sản phẩm trong farm Tây để khi người đến sử dụng cảm thấy được cái giá trị ở trong đó, làm cho giá trị bất động sản của mình tăng lên. Cũng theo ông Hiếu, hiện chưa có quá nhiều người có đủ tầm tài chính, nguồn vốn để phát triển farm Tây nên thời điểm này vẫn là thời điểm đầu tư hợp lý. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi những tin tức nóng bỏng cập nhật thị trường bất động sản của kênh Thiên Minh Holding. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.